Hello, xin chào anh chị, lại là em Tâm đây. Em Tâm, chuyên viên tư vấn bất động sản của team 179 Khánh Hòa. Thì chiều hôm nay là em làm clip này là không phải là em giới thiệu một lô đất nào để bán cả. Có những anh chị có thắc mắc hỏi em về trong sổ có những lô đất trong sổ thể hiện là gọi là đường an toàn hành lang lưới điện là như thế nào. Đó, an toàn hành lang lưới điện là như thế nào. Có những sổ là hiện tại là trên sổ thể hiện là đường nằm dưới đường hành lang an toàn lưới điện, thì những loại đất đó anh chị có nên mua hay không? Đó là câu hỏi là có những cô chú là có gọi cho em hỏi về câu hỏi đó. Thì sẵn hôm nay em đang rảnh vào buổi chiều thì em cũng sẽ làm một clip nhỏ nhỏ để anh chị hiểu về cái loại đất mà gọi là an toàn hành lang lưới điện là như thế nào nha. Đây anh chị, em hiện tại là đang ở là ngay một cụm, nói chung là cụm dân cư, cụm phân lô. Em sẽ giải thích cho anh chị về cái đất gọi là an toàn hành lang lưới điện như thế nào, và mình có nên mua loại đất này để xây dựng nhà ở và để đầu tư hay không. Đây, đối với những anh chị nào ngay khu vực ở bản địa địa phương thì khi mà tới thực tế lô đất sẽ rất là dễ cảm nhận. Còn đối với những anh chị nào ở ngoài tỉnh, ở xa, qua những cái góc chụp đôi khi mình không thể hình dung được hết cái đất đó, thì mình không thể nào mà hình dung được. Như em đây là một cái trụ điện cao thế, gọi là trụ điện trong hàng lưới điện của quốc gia anh chị, gọi là điện đường truyền tải điện của quốc gia. Thì những trụ điện cao thế như thế này á, nó sẽ tải điện từ lưới điện của quốc gia, gọi là đường điện chính. Thì dưới những cái đường điện này á, nó sẽ có một cái khoảng cách á, gọi là khoảng cách là an toàn hành lang lưới điện. Ví dụ như anh chị có thể nhìn thấy ngôi nhà này. Ngôi nhà này nó xây 2 tầng, nhưng mà theo một cái góc nhìn á, thì nó là không nằm trong cái đường hành lang an toàn lưới điện. Nhưng mà có những ngôi nhà á, anh chị biết không, có những cái lô đất á, nó sẽ nằm dưới đây. Ví dụ như hàng chân ké này, khi chỉ lên đi, em tính từ cây dừa để cho anh chị dễ hiểu, em sẽ đứng dưới đây luôn. Đây là cũng những lô đất thổ cư rồi chứ không phải không đâu anh chị. Từ đây nhìn lên thì anh chị sẽ thấy là mình ở dưới đường dây điện của lưới điện quốc gia, đúng không ạ? Thì dưới khu vực này người ta gọi là an toàn hành lang lưới điện. Hiện tại là những cái khu vực mà dưới, kể cả đất thổ cư luôn, dưới nằm dưới đường dây điện gọi là an toàn hành lang lưới điện như thế này á, điện như thế, thì sẽ có những cụm á, thì nhà nước hiện tại là sẽ siết lại không cho xây dựng luôn. Và có những cụm á, nhà nước sẽ cho xây dựng. Nhưng khi xây dựng dưới đường an toàn hành lang lưới điện này thì anh chị hiểu rằng á, mật độ xây dựng, độ cao của căn nhà mình á, nó sẽ không được nhiều. Nó chỉ dao động khoảng là có thể là mình nhà nước chu di á, thì có thể là xây được nhà cấp 4 hoặc là nhà cấp 4 hoặc là nhà một lửng thôi, không thể xây 2 tầng hoặc 3 tầng, bởi vì nó sẽ gần hành lang lưới điện như thế này á, sẽ rất là nguy hiểm và không gọi là trong cái gọi là không an toàn xây dựng và để mình ở. Bởi vì những cái đường truyền tải điện như thế này thì anh chị biết là công suất truyền tải điện rất là lớn, đúng không ạ? Đó, đây thì những lô đất thổ cư, kể cả thổ cư luôn, nằm dưới đây, nó sẽ khi mua nó sẽ có những sổ cũ, có những sổ nó sẽ thể hiện, và có những sổ cũ nó sẽ không thể hiện đường an toàn hành lang lưới điện. Thì khi anh chị không biết, anh chị mua nhầm loại đất này á, thì sau này đối với những cô chú anh chị nào lớn tuổi không rành về thủ tục pháp lý, khi mua trúng miếng đất này á mà mình bị giới hạn cái chiều cao khi xây dựng thì nó cũng rất là buồn, đúng không ạ? Đó, anh chị thấy không? Nếu mà gần á, là họ chỉ cho xây khoảng là nhà, ví dụ xe như thế này á, thì được xây 2 tầng. Nên anh chị, từ cái dây điện này nè, em tính từ dây điện này đi qua bên miếng đất đó là khoảng tầm qua khoảng tầm 7m, 7-8m. Thì từ ở đây nè, người ta sẽ tính từ đường an toàn hành lang lưới điện á, từ đây sẽ qua 3m là mình sẽ được phép xây dựng. Còn nếu mà nằm trực diện dưới luôn á, thì nếu có xây dựng thì anh chị chỉ có thể là xây được nhà cấp 4 hoặc nhà lẫn thôi. Đó, đó là vì sao trên có những sổ nó gọi là an toàn hành lang lưới điện á, bởi vì nó nằm gần hoặc nằm dưới cái đường truyền tải điện của quốc gia nha anh chị. Đó, em giải thích vậy cho anh chị dễ hiểu. Nên khi mà mua thì anh chị có thể mình hình dung cái con đường của mình đi vào nó như thế nào, và cái thứ hai nữa là khu dân cư đó, thường thường là nó sẽ nằm trúng vào những miếng đất của cụm phân lô. Bởi vì nguồn gốc phân lô thì người ta sẽ mua một khoảng lớn, người ta nâng thổ cư nó xây. Đối với những lô trong này thì anh chị đó, anh chị có thể xây lùi vào trong thì anh chị có thể xây 2 tầng. Nhưng những cái lô mặt phía này á, nó nằm gần dưới đường an toàn hành lưới điện á, có thể là không cho xây dựng. Còn nếu mà anh chị nào mà có xây dựng được á, thì cũng chỉ là nhà cấp 4 hoặc nhà một lửng thôi, bởi vì nó bị giới hạn chiều cao, không, nhà nước mình không cho xây dựng để gần cái đường truyền tải điện, nó sẽ ảnh hưởng sức khỏe rất là nhiều anh chị. Đó,
Đó là loại đất mà hôm nay em muốn giới thiệu tới quý anh chị là an toàn hành lang lưới điện như thế nào. Em chỉ muốn giới thiệu hôm nay em chỉ muốn giới thiệu tới quý anh chị muốn chia sẻ cho anh chị biết là cái đất an toàn hành lang lưới điện là như thế này thôi, chứ không phải là chê đất của ai cả. Bởi vì ở đây cũng có những lô đất thổ cư vẫn cho xây dựng thoải mái 2 tầng, nhưng mà khi gần dưới hành lang lưới điện như thế này á, thì sẽ bị hạn chế về vấn đề xây dựng. Đây anh chị, hiện tại là em đang bay trên độ cao là 100m. Ở dưới anh chị thấy là dưới đường hành lang an toàn lưới điện á, thì chị thấy là những cái đường dưới những đường dây điện á thì sẽ không có những căn nhà xây dựng nè, hoặc nếu có là cũng chỉ có những căn nhà cấp 4 thôi. Vì gần đường an toàn hành lang lưới điện á thì sẽ không cho xây dựng cao tầng. Đó, phía trước em đây là anh chị thấy có những cái chấm á. Cái chấm nhỏ nhỏ đó là ngôi mộ, anh chị nhìn lại kem trên xuống anh chị sẽ thấy những cái dấu chấm nhỏ nhỏ đều nhau. Đó, những dấu chấm nhỏ nhỏ đều nhau như những cái hộp như thế này, đó là khu đó là có mộ. Em đang bay như thế này để một vòng để anh chị nhìn cảm quan về dưới đường hành lang an toàn lưới điện thì mật độ xây dựng sẽ như thế nào. Đó, vẫn có những khu vực xây nhà nhưng mà đều cách xe ra an toàn hành lang lưới điện hết nha anh chị. Đó, anh chị nhìn kỹ sẽ thấy dưới đó, nếu mà dưới thì chỉ có nhà cấp 4 thôi, không có nhà cao tầng. Có những cái căn nhà cao tầng thì nó xây cách xe ra đường an toàn lưới điện. Đó, chị nhìn thẳng một đường sẽ thấy, để anh chị dễ dàng hình dung hơn về xây dựng. Đó, thì em có nói sơ về đất an toàn hành lang lưới điện là như thế nào để anh chị hiểu thêm, và cũng là cân đo, thứ nhất là cân đo tài chính, và cái thứ hai là suy xét có nên mua hay không. Bởi vì biết đâu cái khu vực đất đó lại gần cái nhu cầu mà anh chị muốn mua để ở, đúng không ạ? Thì cái trường hợp này á, mình có thể là mua cách đó xa xa xíu, ví dụ như vào khoảng là 10m, 15m hơi cách xa đường an toàn hành lang lưới điện, thì mình có thể xây được những nhà 2 tầng, đúng không ạ? Chứ còn mà nếu mà gần quá thì đôi khi một cái cụm đất người ta bán ra những lô nhỏ, anh chị biết thì giá nó sẽ xem nhau. Nhưng mà những lô gần an toàn hành lang lưới điện, anh chị hiểu rằng khi mà mua đầu tư bán lại thì nó tất nhiên nó cũng sẽ không được giá nhiều. Và cái thứ hai nữa là đối với những cô chú anh chị á, mà muốn mua một miếng đất để xây nhà an cư lạc nghiệp, bởi vì nhà mình ví dụ như đông thành viên ấy, muốn xây 2 tầng hoặc cao hơn tí, nhưng mà khu vực này nằm dưới đó nó chỉ cho xây một nhà cấp 4, thì cuối cùng mình lỡ mua miếng đất rồi bây giờ xây lại nó không hợp thì nó lại rất là khó. Đó, cho nên là Tâm giải thích cho anh chị thêm về cái đất an toàn hành lang lưới điện là như thế nào. Đó, để Tâm nói thêm là đó, phía sau Tâm đây có những cái căn nhà 2 tầng, vẫn có những căn nhà 2 tầng nha anh chị, nhưng mà vì nó nằm xa cái đường an toàn hành lang lưới điện, khi anh chị xin phép để xây dựng á thì bên sở xây dựng họ sẽ chấp nhận cho anh chị xây 2 tầng, bởi vì canh cái độ an toàn từ cái lưới điện quốc gia và qua tới cái khu vực miếng đất của mình là an toàn, có thể xây dựng được 2 tầng hoặc 3 tầng thì tùy khu vực. Và để mà chắc chắn hơn thì những anh chị nào mà có xây nhà mà kỹ hơn nữa thì có thể là hỏi bên sở xây dựng hoặc cơ quan sở tại với nhiều xã địa chính khu vực để hỏi là khu vực này có thể xây cao được bao nhiêu tầng. Đó, còn dưới an toàn hành lang lưới điện thì theo Tâm được biết là có những cụm là không cho xây dựng luôn anh chị, và nếu mà có cho xây thì mật độ nó cũng rất là thấp, độ cao rất là thấp, giới hạn độ cao, thì mình hãy nên suy xét lại là có nên mua những loại đất đó hay không. Bởi vì thường thường là những lô cụm trong cụm với nhau như gì nè, thường giá nó sẽ xem nhau, thì mình sẽ xem được cái vị trí nó đẹp tiềm năng thì mình mua. Còn dưới gần an toàn hành lang lưới điện thì anh chị nên suy xét lại ạ. Tâm biết ơn quý anh chị đã dành thời gian theo dõi đoạn clip của Tâm. Tâm chúc quý anh chị luôn nhiều niềm vui, luôn nhiều sức khỏe và đặc biệt luôn thành công trong những thương vụ đầu tư của mình. Tâm chỉ có chút ít kinh nghiệm đó, mong giúp cho anh chị nhà mình có thể tìm được một miếng đất đẹp ưng ý. Tâm yêu quý tất cả mọi người ạ.